Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin sẽ được mở đầu bằng những tin tức trong nước, quốc tế đáng chú ý. Chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia và Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới Chính phủ phải làm nhiều việc, nhất là thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, cải cách hành chính, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển bền vững là những trọng tâm, đặc biệt chuyển đổi số quốc gia là con đường tất yếu. Tổ tư vấn và Hội đồng Chính sách Tiền tệ Quốc gia tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tư vấn để tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, nghiên cứu giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện và khắc phục các bất cập của hệ thống thu phí tự động không dừng. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng. Theo đó, để khắc phục các tồn tại, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ hiệu quả, kết nối liên thông, đáp ứng nhu cầu xã hội, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, căn cứ hợp đồng dự án, phương án đầu tư được chấp thuận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương rà soát lắp đặt hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các cửa thu phí còn lại, đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả của hệ thống. Tăng cường phối hợp trong tổ chức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, đảm bảo khắc phục các tồn tại, bất cập xảy ra trong thời gian qua. Đặc biệt lưu ý xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc thường xuyên xảy ra tại tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình. Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, trong đó xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể cá nhân. Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính, trong đó về nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, Bộ tập trung nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai minh bạch trong mọi hoạt động của ngành, thông qua đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức. Riêng về cải cách tài chính công, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đổi mới công tác dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước, theo hướng gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Mức học thu phí phải tương xứng với chất lượng giáo dục đào tạo theo kết quả kiểm định, khuyến khích các trường tích cực huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 26 đến 28 tháng 1, Bắc Bộ đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp gây rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ C. Theo đó, khoảng 26 và 27 tháng 1, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa nhỏ, trời chuyển rét. Đến 28 tháng 1, không khí lạnh được tăng cường, trời rét đậm rét hại. Khu vực Bắc Bộ ngày 25 tháng 1, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi ngày nắng, vùng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, ngày nắng, nhiệt độ trong ngày dao động phổ biến từ 16 đến 22 độ C, vùng núi thấp hơn. Khoảng 26 và 27 tháng 1, khu vực khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 27 đến 28 tháng 1 có những mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại. Sau đó không khí lạnh tiếp tục được tăng cường vào ngày 28 tháng 1, khu vực sẽ có mưa vài nơi rét đậm, vùng núi rét hại cho đến hết tháng 1 năm 2021. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 12 độ, vùng núi từ 7 đến 9 độ, cao nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 2, trời rét vào đêm và sáng, ban ngày hưởng nắng, nhiệt độ trong ngày dao động phổ biến từ 12 đến 19 độ C. Vaccine phòng COVID-19 có tên Covivac đã được Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học của Bộ Y tế đã cho phép triển khai nghiên cứu lâm sàng vaccine này trong 3 giai đoạn. Đây là vaccine phòng COVID-19 made in Việt Nam thứ hai được cấp phép thử nghiệm lâm sàng. Ngày 21 tháng 1, lễ triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Cũng trong ngày này, nghiên cứu chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm lâm sàng. Covivac sẽ được thử nghiệm trong 3 giai đoạn.
Trước mắt giai đoạn 1 sẽ triển khai trên 160 người tình nguyện tuổi từ 18 đến 59 do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội triển khai. Vaccine này đã được thử nghiệm trên động vật, khẳng định an toàn và tạo được miễn dịch cao. Dự kiến mũi tiêm đầu tiên Covivac sẽ thực hiện vào khoảng ngày 20 tháng 2, nghĩa là ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Giai đoạn 1 dự kiến kéo dài trong khoảng 3 tháng. Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tiếp tục được phát hiện tại nhiều nước trên thế giới. Điều này cho thấy cuộc chiến với dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài. Giới chức y tế Đức cho biết đã phát hiện một biến thể chưa được xác định của virus SARS-CoV-2 trong bệnh phẩm của 3 bệnh nhân tại một bệnh viện thuộc bang Bayern của miền Nam nước Đức. Theo đó, bước đầu xác nhận đây là một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, song vẫn chưa rõ những thuộc tính của biến thể này. Một biến thể virus SARS-CoV-2 đáng lo ngại, khác với biến thể tại Anh, cũng được tìm thấy trong ngày càng nhiều ổ dịch ở California, Mỹ, nơi tổng số ca mắc lên tới 3 triệu người. Các nhà khoa học vẫn chưa biết liệu biến thể mới mang tên L452R có khả năng lây truyền cao hơn các chủng virus SARS-CoV-2 khác hay không. Tuy nhiên, giới chức y tế tại California cho biết có sự hiện diện của biến thể virus SARS-CoV-2 trong một số vụ bùng phát lớn và cần được điều tra thêm. Tiếp theo sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức địa phương đáng chú ý. Chiều ngày 19 tháng 1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9 tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các sở ban ngành và các cấp đoàn cơ sở. Năm 2020, các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19. Nhưng các cấp công đoàn đã thường xuyên nắm tình hình công nhân viên chức lao động, giám sát việc trả lương và các chế độ cho người lao động, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công nhân viên chức lao động gặp khó khăn. Trong năm đã hỗ trợ cho 68 đoàn viên với tổng số tiền 34 triệu đồng, chi hỗ trợ 38,8 triệu đồng, hỗ trợ ủng hộ 15 đơn vị và doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động được triển khai thực hiện tốt. Qua đó đã thăm hỏi 383 gia đình bị thiệt hại do mưa đá xảy ra, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân 4 dự án vay vốn giải quyết việc làm cho 23 đoàn viên với số tiền 460 triệu đồng. Đã trao nhà máy ấm công đoàn cho 43 nhà với tổng kinh phí 1 tỷ 170 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó chú trọng tuyên truyền đề án giáo dục quê hương cách mạng, nâng cao chất lượng và hiệu quả đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, nâng cao hiệu quả công đoàn cơ sở, bồi dưỡng nâng cao năng lực các cấp, phát động tốt các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống của công nhân viên chức người lao động. Biểu dương kịp thời các gương điển hình tiên tiến, trước mắt chuẩn bị chu đáo Tết sum vầy năm 2021 cho công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đón Tết đầm ấm, vui vẻ. Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Đỗ Văn Thắng, tỉnh ủy viên vào Ban chấp hành Ban thường vụ giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2018-2023. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được các cấp các ngành khen thưởng đã hoàn thành xuất sắc năm 2020. Ngày 19 tháng 1, Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Bảo Lạc. Thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền huyện Bảo Lạc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận đánh giá cao kết quả, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2020. Thông tin một số kết quả nổi bật trong hoạt động quân sự quốc phòng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong năm 2020, khẳng định vị trí vai trò quan trọng của quân đội trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, tham gia phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
đến thăm chúc Tết tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 799 Quân khu 1 và Đồn Biên phòng Cô Ba, cán bộ và nhân dân xã Cô Ba. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các cấp ủy chính quyền và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Bảo Lạc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chủ động bám sát nắm chắc địa bàn, không để bị động bất ngờ. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết. Chiều ngày 19 tháng 11, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phát thanh truyền hình và cộng tác viên năm 2021. Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Cao Bằng, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn thực hiện chuyên mục truyền hình của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện lãnh đạo và cộng tác viên của một số cơ quan đơn vị các huyện, thành phố. Năm 2020, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng, thực hiện sản xuất và phát sóng trên 7.500 tin bài và gần 800 phóng sự trong 365 bản tin thời sự hàng ngày và các chuyên mục chuyên đề, tuyên truyền sâu rộng kịp thời những sự kiện lớn như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, mùng 1 tháng 4 năm 1930, mùng 1 tháng 4 năm 2020, kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới năm 1950 và 70 năm ngày giải phóng Cao Bằng, mùng 3 tháng 10 năm 1950, mùng 3 tháng 10 năm 2020. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ 5, khởi công xây dựng các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt tuyên truyền có hiệu quả Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tích cực tuyên truyền phản ánh toàn diện công tác lãnh chỉ đạo, điều hành, các giải pháp phòng chống dịch, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế địa phương. Duy trì và mở mới với tổng số 42 chuyên mục phát thanh truyền hình, phát sóng chương trình truyền hình địa phương với thời lượng 15 giờ một ngày, phát sóng đạt 31.755 giờ, trong đó có 5.475 giờ chương trình truyền hình địa phương, sản xuất phát sóng mới thêm 2 bản tin thời sự 9 giờ 10 và 16 giờ, cập nhật những tin tức trong nước, quốc tế và địa phương. Phát sóng phát thanh 5 giờ một ngày, đạt 20.800 giờ phát sóng, trong đó có 2.920 giờ chương trình của địa phương, duy trì tiếp phát sóng các chương trình VOV1, VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thực hiện tốt việc quản lý sử dụng khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hiện có, đầu tư hoàn thành dự án nâng cấp hệ thống sản xuất lưu trữ và phát sóng chương trình truyền hình HD của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, tham gia ủng hộ các quỹ do các cấp các ngành tổ chức vận động với tổng số tiền trên 42,2 triệu đồng. Trong năm, Đài có một tác phẩm đạt huy chương bạc và đạt giải tác phẩm xuất sắc đề tài dân tộc miền núi tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 40, giải C, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 5 năm 2020. Một tác phẩm đạt B, giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Một tác phẩm đạt huy chương đồng và bằng khen tại Liên hoan Phát thanh Toàn quốc năm 2020 và nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, trong năm Đảng bộ Đài được thành lập. Trong năm 2020, chi bộ Đài được nâng cấp lên thành Đảng bộ cơ sở, thực hiện việc chuyển đảng chính thức cho 4 đồng chí, trình cấp trên quyết định kết nạp 4 đồng chí, cử 4 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, quan tâm cử phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham dự tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Về đội ngũ cộng tác viên, hiện nay có khoảng 90% cộng tác viên là người đang công tác tại các trung tâm văn hóa thông tin tại các huyện, thành phố, 10% là cộng tác viên các cơ quan ban ngành trong tỉnh. Chương trình thời sự hàng ngày có sự cộng tác đắc lực của cộng tác viên, thông tin ngày càng được cải thiện, nhanh nhạy hơn, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của Đài, góp phần kịp thời thông tin phản ánh tình hình ở cơ sở. Năm 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ viên chức, tập trung tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19. Các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, bám sát định hướng, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trong năm 2020, chia sẻ khó khăn, hạn chế với đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị
Đài Phát thanh Truyền hình và các đơn vị trung tâm thông tin truyền thông tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kép của địa phương. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Trung ương, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, công tác phòng chống dịch cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quan tâm công tác lưu trữ, sử dụng hình ảnh. Đồng chí vẫn phải quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên, đội ngũ cộng tác viên, quản lý chặt chẽ hoạt động tác nghiệp của phóng viên, cấp giấy giới thiệu, khai thác có hiệu quả thành tích cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác thông tin truyền thông, rồi chuyển đổi số, số hóa. Nhưng nói cụ thể là tới đây nó có mấy cái. Thứ nhất là nghị định 32 của Chính phủ, thông tư 09 nó sẽ quy định cái việc là giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu các cái sản phẩm dịch vụ công. Và trong đó thì Ủy ban tỉnh sẽ phải xây dựng một cái danh mục là các cái dịch vụ công liên quan đến phát thanh truyền hình và đặt hàng với đồng chí. Tức là dự đoán không giao đồng chí nữa mà giao với tỉnh sẽ xây dựng dự đoán và quyết định đặt hàng đồng chí. Tới đây các ngành của tỉnh Cao Bằng đều phải tập trung nhiệm vụ là số hóa và xây dựng một cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành của ngành mình. Và các đồng chí nói là chuyển đổi số nó có cái gì khái niệm rất to tát, nhưng ở tỉnh Cao Bằng mình ấy là mình nắm được là mình đang có cái gì. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, 33 cá nhân là cộng tác viên xuất sắc có thành tích trong công tác xây dựng các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng năm 2020, khen thưởng 6 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 10 chiến sĩ thi đua cơ sở và 54 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2020. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 9 giờ 10 hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những chương trình sau.